Hello, xin chào tất cả các bạn thành viên CEC. Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu tới nội dung mới hơn, đó là bài số 6 về động từ nguyên mẫu to infinitive. Ok, và bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và chức năng của động từ nguyên mẫu là như thế nào nhé. Ok, trước tiên chúng ta tìm hiểu đến ý nghĩa của động từ nguyên mẫu, giống với như danh động từ gerund. Động từ nguyên mẫu cũng là một dạng của verb và nó có hình thức cơ bản là T, sau đó là một bare infinitive, có nghĩa là một động từ nguyên mẫu. Ok, và nó có chức năng như sau. T infinitive có thể đóng vai trò giống như một danh từ, tính từ hoặc là một trạng từ. Ok, T infinitive có thể đóng vai trò như là chủ ngữ trong câu, là tân ngữ, là bổ ngữ của chủ ngữ và là bổ ngữ của tân ngữ. Nó thể hiện brief giống như một số các cụm từ như là in order to, so as to, thể hiện tính mục đích. Ok, và để làm rõ về định nghĩa cũng như chức năng của động từ nguyên mẫu to infinitive, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một số các ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, to observe is one way to learning new things. Trong ví dụ này chúng ta có thể phân tích chủ ngữ là thành phần đứng trước động từ chính trong câu. Thành phần động từ chính trong câu ở đây là động từ to be is. Vậy to observe lúc này là chủ ngữ trong câu và nó có dạng là to infinitive. Nó có dạng được coi như là một danh từ vậy. Được quan sát là một cách để học những điều mới, để quan sát là một cách để của việc học những điều mới. Number two, you need to call a service technician. Vậy lúc này chúng ta cùng phân tích câu này nhé. Câu số 2, you ở đây là chủ ngữ trong câu, need thì coi là một động từ chính, sau nó sẽ là một to call a service technician. You need to call a service technician. Câu này có nghĩa là bạn bạn cần cần gọi một nhân viên kỹ thuật. You need to call a service technician. Bạn cần gọi một nhân viên kỹ thuật. Đấy, bạn cần làm gì? Cần làm gì? To call, cần gọi, cần phải gọi. Vậy thì lúc này to call hay là một cần làm gì, cần là một tân ngữ đúng không? Gọi ai? A service technician. Bạn cần phải gọi cái này to call đây, đóng vai trò như một tân ngữ trong câu. Ok, number three, the goal of the meeting is to reach a decision. The goal of the meeting is to reach a decision. Trong câu này chúng ta cùng phân tích đứng trước động từ to be là chủ ngữ. Vậy cũng the goal of the meeting là chủ ngữ trong câu, is ở đây là động từ to reach a decision. To reach a decision ở đây là cùng phân tích nhá. Thực ra sau này nếu mà chúng ta học kỹ hơn thì chúng ta chỉ cần chủ ngữ chính trong câu là đứng trước giới từ of. Ví dụ như câu này the goal thì đây là mục đích. Giải thích thêm là mục đích của cái gì, mục đích of the meeting, mục đích của cuộc họp ngày hôm nay, mục đích của cuộc họp là gì, là to reach a decision. Vậy to reach a decision để bổ sung ý nghĩa cho ai, cho the goal of the meeting, mục đích của buổi họp ngày hôm nay là để đưa ra cái quyết định cuối cùng, đạt được cái quyết định cuối cùng. Ok, to reach a decision. Vậy to reach a decision ở đây là một subject complement, nó là một bổ ngữ của chủ ngữ. Ok, vậy trong lúc này cụm to infinitive nó đóng vai trò như là một chủ ngữ của là một bổ ngữ của chủ ngữ trong câu. Ok, number four, Janice helped Connor to write the report. Trong câu này chúng ta sẽ cùng phân tích Janice ở đây là chủ ngữ, helped động từ chính trong câu. Janice đã help, đã giúp ai? Giúp Connor. Vậy Connor ở đây là một tân ngữ được nhận trực tiếp từ hành động helped đúng không? Giúp cô ấy làm gì, giúp cô ấy như thế nào, giúp cô ấy cái gì? To write the report, viết một bản báo cáo. Giúp cô ấy viết một bản báo cáo. Vậy to write the report lúc này bổ sung ý nghĩa cho ai? Cho Clara. Clara lúc này được giúp, giúp cái gì? Clara được giúp như thế nào? Vậy lúc này Clara ở đây to write the report đóng vai trò là một object complement, là một bổ ngữ của tân ngữ. Ok, vậy cụm to infinitive lúc này có vai trò như là bổ ngữ của tân ngữ ở trong câu.
Number 5, trong ví dụ số 5, she didn't have permission to go. Yeah, trong câu này chúng ta cùng phân tích nhé. She didn't have permission. Cô ấy đã không có được permission, ở đây là sự cho phép. Sự cho phép để làm gì? To go, để đi đâu, để đi. Dạ, yeah. Lúc này cụm to infinitive nó đóng vai trò như một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ permission, là sự cho phép để đi, đi, sự cho phép để được đi. Ok, to go này bổ sung ý nghĩa cho danh từ permission. Vì thế cụm to infinitive nó đóng vai trò như một danh từ, đóng vai trò như một tính từ để bổ sung nghĩa cho danh từ ở trong câu. Ok, number 6. He brought some flowers to give to his wife. Trong câu này, chúng ta sẽ cùng phân tích. He ở đây là chủ ngữ, brought là động từ chính trong câu. Some flowers ở đây là một tân ngữ, anh ấy đã mua những bông hoa này to give to his wife. Anh ấy đã mua những bông hoa này. Thực ra câu này chỉ cần đến đây là đã đủ ý nghĩa rồi, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ có cụm to give to his wife, để tặng cho vợ của anh ấy. Vậy thành phần này là thành phần là câu này. Anh ấy đã mua những bông hoa này để làm gì? Mục đích của anh ấy mua những bông hoa này để làm gì? Vậy to give to his wife là bổ sung ý nghĩa cho cả câu này. Anh đã mua những cái bông hoa này để tặng cho vợ của anh ấy. Ok. Vậy nó lúc này cũng trên bên trên nó đóng vai trò giống như một trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa cho cả câu này. Anh đã mua những bó hoa, đã mua những bông hoa này để tặng cho vợ của anh ấy. Để tặng cho vợ của anh ấy, đã làm quà cho vợ của anh ấy nên anh ấy đã mua những bông hoa này. Ok, vậy to give to his wife lúc này đóng vai trò như là một trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho cả câu. Got it? Ok, yeah, number 7. He came here to study English. Yeah, vậy trong câu số 7 này, he came here, anh ấy đã đến đây, đến đây để làm gì? To study English, để học tiếng Anh. Vậy cũng to infinitive lúc này nó để thể hiện mục đích. Để làm gì đó, nó bằng với ví dụ như là he came here in order to study English, để học tiếng Anh, hoặc là he came here so as to study English, để học tiếng Anh. Vậy to infinitive lúc này thể hiện tính mục đích để làm gì đó. He came here to study English, anh đến đây để học tiếng Anh. Ok, vậy tóm lại là động từ nguyên mẫu thì nó sẽ có chức năng là nó có thể đóng giống như là một danh từ, có thể giống như là một tính từ, có thể giống như là một trạng từ, nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ trong câu, hoặc có thể là tân ngữ, hoặc có thể là bộ ngữ của chủ ngữ, hoặc là bộ ngữ của tân ngữ, và nó để thể hiện tính mục đích. Ok, dạ, yeah. Chốt lại là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa cũng như chức năng của động từ nguyên mẫu. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung kỹ hơn của nó vào những bài giảng tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Goodbye, see you next time.